coi tên nào. Hello anh Thái Trần nha, hello mọi người. Hay không? Cảm ơn, thank you anh Long. Thank you mọi người. Thank you Thiên Tử. Thank you anh Kha, cảm ơn mọi người. Hay thế mà. Mọi giây đoạn đường về nhà thật buồn em ơi. Xong người vội vàng giờ này tình ơi anh ở đâu rồi. Hay thế này mà chê. Từ đầu mình hỏi rằng khổ chưa. Đành lòng chặn đường giờ đừng đi, đừng đi, đừng đi vì câu hứa. Anh sáng năm tháng tư bề, sáng ai về chung lối. Người mang tia nắng nhưng có sao còn tàn tối. Một mai em lỡ vấp ngã trên đời thay đổi. Cái gì? Nhìn nhà có tắt thôi. Ông nào yêu cầu Huyền hát bài này ác thật. Cái anh này tên gì đây? Em thật là quá đáng lắm. Anh Miss Tom. Anh Tom nha. Anh không khen được em câu nào thì thôi, anh còn nói thế. Em có thấy anh hơi ác không? Chỉ khen là idol rất hay quá. Nói xong không dám hát luôn đây nè. Hello Nam Cương Bè. Anh ơi, follow có gì mình đi chơi nha. Cái cúp linh hôm qua là chưa có gửi cho lắm không? Chết rồi, mạng lại lát rồi. Nó gửi mạng. Nhiều khi cái mạng nhà em nó pin chịt. Em chào dắt nha. Thôi không bảo. Lối lòng luôn à em. Ờ đọc ra hả? Em không biết đọc ra anh ơi. Trời ơi, comment nhiều quá đọc không hết rồi nè. Em cảm ơn đi tạm kiếm đuôi. Ai đâu có hay. Hello Alex. Em chào Alex nha. Chắc mà nghe em hát bài này chắc buồn lắm á. Ở bài nhỏ nhồi đôi mắt hoa mây đèn lưng mùi da lý hương vương vấn mai bên thềm đời yêu không có tìm một đời tỷ năm mới gặp lại em anh đã lát rồi mới có một năm mà sao mà nói tỷ năm hello bành bì á em ơi đừng xa cánh tôi. Trời ơi, nghĩ sao mà nói tỷ năm luôn, tỷ năm các em tỷ tuổi à? Em cảm ơn anh Long. Em cảm ơn Toan rồi, thank you. Một năm không gặp là một tỷ rồi. Làm gì có, một năm là một năm. Rồi, hello đồng hồ cát, hello mọi người. Lỡ vấp ngã trên đời thay đổi. Nhìn về anh